giải mà liên quan về sức khỏe, về y tế, nó có thể gây tính mạng, chết người. Không phải bác sĩ, không phải là nhân viên y tế tự mổ rồi gây ra bao nhiêu thảm họa. Thì thực ra cái tình trạng mà mạo danh tên của bác sĩ Tú Dung cũng như mạo tên của bệnh viện JMU nó có ra xảy ra cách đây rất nhiều năm rồi. Đó. Và chúng tôi đã làm việc với cơ quan pháp luật để mà kiện các cái cơ sở mạo danh đó, và nhiều cơ sở bị đóng cửa. Nhưng trong thời gian vừa qua thì rất nhiều khách hàng điện thoại, nhắn tin và báo về JMU là nhiều nơi đó sử dụng mạo danh cái thương hiệu JMU cũng như bác sĩ Tú Dung. Tôi nghĩ rằng là luật pháp Việt Nam đã rõ ràng rồi, đã bảo vệ các thương hiệu. Tuy nhiên rằng là nó vẫn chưa nghiêm khắc, mà chính vì thế mà rất nhiều người giả mạo và sử dụng. Mà chúng ta biết rằng là cái vấn đề mạo danh này nó không phải đơn giản đơn thuần là chúng ta, ví dụ chúng ta một cái sản phẩm A, cái áo nào đó, chúng ta may một cái áo nó giống nhau á, thì nó có thể là ảnh hưởng đến thương hiệu, ảnh hưởng đến chất lượng, nhưng mà nó không nghiêm trọng bằng giả mạo về liên quan về sức khỏe, về y tế, nó có thể gây tính mạng là chết người đó. Và chúng ta đã thấy đâu trong thời gian vừa qua rất nhiều cái cơ sở thẩm mỹ chui, không phải bác sĩ, không phải là nhân viên y tế, chứ đừng nói bác sĩ, tự mổ, đem người ta về nhà mổ, tự tiêm, tự chích, được quảng cáo Facebook tùm lum hết, rồi gây ra bao nhiêu thảm họa. Thì cái mạo danh này tôi xảy ra sẽ rất là nhiều lần đó. Tức là ai cũng biết bệnh viện JMU là bệnh viện được nhượng quyền trực tiếp từ bệnh viện JMU tại Seoul, Hàn Quốc đó. Sau khi tôi học ở Hàn Quốc cách đây mười mấy năm về, rồi sau đó có một cái thỏa thuận hợp tác nhượng quyền cái thương hiệu JMU là thương hiệu toàn cầu, được bác sĩ Mike Crenshaw và một số nhà đồng sáng lập tại Hàn Quốc bảo trợ thương hiệu toàn cầu, và chúng tôi là thực sự duy nhất, chỉ Việt Nam và trên toàn thế giới này duy nhất là tôi là được bác sĩ Mike Crenshaw nhượng quyền thôi. Đây thì đây là bác sĩ Mike Crenshaw và tôi ký đây, mọi người thấy không? Đó, đây là tôi là bác sĩ Crenshaw đây đó, chúng thấy không? Các bạn không tin cứ hỏi đi, trên luật rõ ràng hết đó. Mình làm ăn rõ ràng hết. Sao nếu chúng ta làm bậy một cái thì thương hiệu này sẽ sụp đổ toàn cầu. Ví dụ chúng ta đơn giản, bây giờ chúng ta uống một ly, một chai Coca-Cola đi ở Việt Nam đi, nó đột biến, nó có một cái gì đó mà chết người đó, là toàn cầu Coca-Cola cũng chết luôn chứ không phải Việt Nam đó, ai cũng biết vậy. Chính vì thế các giá trị cốt lõi mà JMU Hàn Quốc cũng như bác sĩ Mike Crenshaw mà nhượng cho tôi là giá trị đầu tiên đó, là cái đầu tiên là phải cái đạo đức, giữ về cái đạo đức trước. Vì chúng ta làm bậy là chết, chứ không phải là mình mua người ta một vài triệu đô la là người ta nhường mình không có đâu. Đó. Và chỉ từ thương hiệu đó tôi phát triển trong hơn 10 năm này thành một cái thương hiệu uy tín, và ai cũng biết rằng trong thời gian vừa qua thì JMU cũng như cá nhân tôi là bác sĩ Dung đó, cố gắng xây dựng một cái hình ảnh thẩm mỹ nhân văn, chia sẻ điều trị khuyến khích những người về bệnh lý bệnh tật. Đó. Bây giờ các thương hiệu khác giả danh JMU, giả danh bác sĩ Dung, rồi đi mổ quảng cáo tùm lum hết. Đó. Lấy hình của tôi up trên Facebook, trên YouTube là tư vấn trực tiếp, đúng không? JMU thẩm mỹ viện, JMU thẩm mỹ viện cũng giống nhau thôi. Đó, mở ở cơ sở Bàn Cờ đang thành lập, rồi JMU ở đường Hai Bà Trưng vừa bị kiện đã dẹp xong rồi, rồi JMU ở Nha Trang đã kiện bị dẹp, rồi JMU ở Đắk Lắk kiện xong đã dẹp, còn bệnh viện nha khoa thẩm mỹ JMU Hàn Quốc Hà Nội mọc như nấm, quảng cáo hàng trăm post quảng cáo chạy bạc ngang luôn đó. Và một JMU ở Đồng Tháp nữa cũng mở để quảng cáo phần mổ thẩm mỹ nữa, nhưng mà cái người đó không phải là bác sĩ đó. Thì qua câu chuyện này tôi nghĩ là pháp luật nhà nước Việt Nam chắc chắn sẽ can thiệp, và mọi người hãy tỉnh táo rằng JMU duy nhất là cơ sở chính là bệnh viện JMU từ 44, 46, 48, 50 Tháng Tùng, và cái chi nhánh ở 141, 143 Lê Thị Riêng. Thực ra chi nhánh đây là đầu tiên là cơ sở là phòng khám JMU từ Việt Nam, sau đó chúng ta phát triển thành bệnh viện tại Tôn Tùng, hai cơ sở cách nhau khoảng 300m đó. Còn ngoài ra không có một cái cơ sở nào đó. Cho nên khi mọi người thấy quảng cáo vậy JMU chỗ này chỗ kia thì mọi người là luôn luôn là không chính xác nghe. Và chúng tôi nhấn mạnh một điều,
sức khỏe liên quan đến con người, không phải đơn giản chúng ta dám làm đó. Nó nghiêm trọng. Và tại sao nhiều ca biến chứng về thẩm mỹ tử vong mà ảnh hưởng cả ngành thẩm mỹ? Nhiều bác sĩ chân chính, nhiều cô nhân viên y tế về làm spa, làm thẩm viện, làm rất chân chính, nhưng bị những nơi làm bậy bạ vậy ảnh hưởng toàn ngành, toàn hệ thống Việt Nam luôn. Trên qua công việc này đây, nếu tất cả mọi người phát hiện những nơi nào giả mạo thương hiệu Chefview thì có thể giúp chúng tôi là báo về số hotline của bệnh viện là 0968681111, hoặc là nhắn vào trong Facebook của bệnh viện Chefview hoặc là Facebook của cá nhân tôi, thì chúng tôi sẵn sàng làm giải quyết để mong mọi người được hiểu là chúng ta tìm một nơi cơ sở uy tín để làm việc cho mình, để mình có thể là làm đẹp an toàn. Nếu bạn thấy thích video này thì đừng quên để một like và nhấn đăng ký kênh để giúp chúng tôi sáng tạo thêm nhiều video thú vị hơn. Xin cảm ơn.